Rafa đập phá 2 phá đảo thế giới ảo với sự trở lại đặc biệt ấn tượng, được dự đoán sẽ phá vỡ kỷ lục doanh thu trong 5 ngày đầu công chiếu của Nữ hoàng băng giá đã nắm giữ suốt nửa thập kỷ vừa qua. Ngày 22 tháng 11, thì Rafa đập phá 2 phá đảo thế giới ảo đã có suất chiếu sớm tại tất cả các rạp chiếu phim trên toàn quốc. Và nếu như bạn đã từng xem phần 1 về anh chàng Rafa to lớn, thì phần 2 của bộ phim có nội dung không hề kém cạnh và thậm chí nó có phần vượt trội hơn rất nhiều. Còn nếu như bạn chưa xem phần 1 thì vậy hãy chuẩn bị tinh thần để thưởng thức một bộ phim hoạt hình hay nhất trong tháng 11 tính đến thời điểm hiện tại. Đây chính là câu chuyện về Rafer và Vanellope, đôi bạn thân trong những trò game nổi tiếng vào những năm 80 của thế kỷ trước. Rafer vì muốn tạo bất ngờ cho cô bạn thân nên đã tạo ra một đường đua mới khác biệt, nhưng cũng vì vậy đã gây ra rắc rối không hề nhỏ, khiến cho Vanellope đứng trước nguy cơ bị xóa sổ khỏi trò chơi vĩnh viễn. Song đó cũng chính là bước ngoặt khiến cho cả hai bắt đầu cuộc khám phá mới trong thế giới Internet đầy thú vị. Nội dung của bộ phim khá đơn giản khi kể về tình bạn của một chàng trai không hề mong muốn một cuộc sống thay đổi và một cô gái luôn tìm kiếm sự kích thích trong cuộc đời của mình. Họ đã bên nhau 6 năm không rời, cùng nhau chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, xây dựng một mối quan hệ thân thiết như một gia đình. Thế nhưng cho dù đối phương có quan trọng với mình đến bao nhiêu, dù mình có yêu thương họ đến như thế nào thì ích kỷ và kiểm soát đối phương chính là lưỡi dao khiến cho mối quan hệ bị rạn nứt. Và hãy học cách trân trọng ước nguyện của người mình yêu thương, cổ vũ và động viên để họ có đủ sức mạnh lựa chọn con đường riêng để bước đi và trưởng thành. Bộ phim sẽ dạy cho bạn biết cách để tạo dựng giá trị riêng của bản thân mình, đừng bao giờ phụ thuộc vào bất cứ ai cho dù đó là người bạn yêu thương nhất. Hãy luôn là chính mình, là một cá thể độc lập, có sở thích, tính cách riêng và tạo dựng được giá trị của mình đối với đối phương. Chính vì vậy nên bộ phim không hề có nhân vật phản diện, điều mà hai nhân vật chính phải đối diện đó chính là bản thân của mỗi con người. Mặt trái bên trong tâm hồn khi ai cũng đều có những suy nghĩ cực đoan và tính ích kỷ riêng. Đây là tác phẩm có nội dung đơn giản cùng với những tình huống hài hước thú vị. Tuy nhiên, để có thể hiểu hết được những tầng bài học được lồng ghép trong phim không phải là điều dễ dàng, đặc biệt là với các bạn nhỏ. Vậy nên mình đánh giá rằng bộ phim này chỉ phù hợp với lứa tuổi trưởng thành hơn, sẽ là dành cho các bạn thiếu nhi. Chắc hẳn rằng khán giả sẽ không thể nào quên được hình ảnh khi Rafa và Vanellope cố gắng khom người đến mức tối đa để chào tạm biệt nhau. Đó chính là khoảnh khắc mà chúng ta có thể hiểu rằng ai rồi cũng sẽ phải tự đứng trên đôi chân của mình và bước đi trên con đường mà mình đã lựa chọn mà không còn ai kề vai sát cánh mỗi ngày. Nhưng tình yêu và tình bạn thực sự sẽ luôn là hậu phương vững chắc để bạn có được sức mạnh thực hiện những gì mà mình mong muốn. Rafa đập phá 2 phá đảo thế giới ảo quy tụ dàn diễn viên lồng tiếng là những gương mặt nổi tiếng của nền điện ảnh thế giới, đó là John Reilly, Sarah Silverman, Gal Gadot hay Hanson. Tất cả dàn diễn viên đều sở hữu giọng nói truyền cảm nên có thể dễ dàng truyền tải được cảm xúc của nhân vật trong từng khung hình. Sự kết hợp ăn ý của dàn diễn viên lồng tiếng chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất mang đến thành công cho bộ phim này. Thêm một yếu tố nữa, bộ phim này là một tác phẩm của Disney, vậy nên phần hình ảnh và kỹ xảo được giới chuyên môn lẫn khán giả đánh giá rất cao. Những hình ảnh được thiết kế sắc nét, đơn giản hết mức và hiện đại giống như những bộ phim được lấy bối cảnh trong tương lai. Những hình ảnh về Google, Instagram hay Snapchat, eBay rất ấn tượng và vô cùng đẹp mắt. Và hiện nay thì bộ phim vẫn đang được công chiếu tại các rạp chiếu phim trên toàn quốc. Chúc các bạn có những giây phút giải trí thú vị cùng với Rafa đập phá 2 nhé. Và đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ kênh YouTube của rạp chiếu phim. Bọn mình sẽ còn quay trở lại trong những tác phẩm còn lại trong tháng 11 này. Xin chào.